chào các bạn. Trong video này theo yêu cầu một số bạn theo dõi kênh YouTube mình đó, các bạn muốn hỏi là khi mà các bạn sửa đèn led rạng đông thì nó bị hư con IC nguồn led driver không tìm được trên thị trường á, thì các bạn muốn hỏi mình có cái con IC nào để mà thay thế cái con IC nguồn led rạng đông hay không, thì trong video này mình sẽ nói về một trong những cái con IC tương đương của cái con IC nguồn led driver rạng đông. Tuy nhiên á, chức năng của từng chân nó thay đổi một chút xíu so với cái nguyên bản của cái con IC nguồn led driver rạng đông. Nên khi mà các bạn mua được con IC này á, các bạn có thể thay đổi chức năng một số chân lại nha. Việc thay đổi này cũng khá đơn giản. Tuy nhiên, cái điện áp ngõ ra Vout cấp cho mấy cái thanh led á, hoặc là cái cường độ dòng điện có ra không tải á, nó vẫn đảm bảo giống như cái nguồn led driver rạng đông mà nó cung cấp cho cái thanh led này cho nó sáng ha. Như các bạn cũng đã biết á, trong video trước mình đã nói về cái con IC nguồn led driver của đèn rạng đông, cái mã số của nó là BB2866, thì nó có khác biệt so với những con IC nguồn led driver thông thường á, là cái điện áp VCC chân số 4 của nó sẽ câu lên thẳng B cộng luôn, thay vì những cái con IC nguồn khác á, thì nó sẽ có những cái con điện trở mồi, nó giảm áp từ cái B cộng xuống ha, nó giảm chỉ còn khoảng từ 10,5V đến 16V DC. Thì ở đây á, cái con IC nguồn led driver rạng đông nó sẽ cung cấp cho các bạn cái điện áp ra khá cao ha, sấp xỉ hoặc hơn cái mức mà ngõ ra B cộng nó có. Mình chẳng hạn đi, cái điện áp B cộng VDC của mình á, sau chỉnh lưu là khoảng tầm 310V DC ha, ngang tụ lọc nguồn sau chỉnh lưu, thì cái điện áp ngõ ra sẽ cao hơn cái mức này, có nghĩa là điện áp ngõ ra nó cung cấp cho cái thanh led, làm cho thanh led sáng á. Ở đây đo được là lớn hơn B cộng, nó tầm khoảng 320V ha, đối với cái bo nguồn led driver của rạng đông. Thế thì khi mà các bạn sửa chữa, mình giả sử cái trường hợp mà các bạn không tìm được cái IC này á, thì các bạn có thể tìm cái con IC tương đương thay thế là cái con DB8628C. Thì nhìn vào đây các bạn biết được cái sơ đồ chân của nó. Như đối với con BB2866 của cái đèn led rạng đông, thì cái chân 1 của mình là chân mát, chân 2, chân 3 NC, no connect là không kết nối ha, bỏ. Cái chân số 4 nó lấy cái nguồn B cộng là tầm 310V DC. Còn chân số 5, số 6 nối chung với nhau, đó là cực D của MOSFET tích hợp bên trong con IC này. Chân số 8 của nó là chân CS ha, chấm chấm ở đây á, các bạn quay ngược chiều kim đồng hồ 1, 2, 3, 4 nè, 5, 6, 7, 8 nè. Còn cái con IC tương đương thay thế thì cái chức năng chân của nó thay đổi một xíu. Ở đây chân số 1 của mình á là chân VCC nối lên nguồn B cộng 310V DC. Cái chân số 2, số 3 bỏ, giống như cái con rạng đông IC nguồn này. Chân số 4 của mình là mát, tức là nó hoán đổi cái vị trí chân số 1, số 4 của cái đèn led rạng đông, cái con BB2866 này nè, hoán đổi vị trí ha. Tương tự, cái chân 5, chân 6 thay vì là cực D, nó giống như cái con IC của đèn rạng đông, thì nó sẽ là chân số 5, 6 là cực D. Ở đây chân 5, 6 là cực CS ha. Còn chân số 8 của nó mới là cực D. Hai con IC này giống y hệt nhau, nó sẽ khuyết chân 7. Chân 7 là cái mục nó bỏ trống. Thì trong video trước á, về cách sửa chữa cái bo nguồn led rạng đông mình đã giới thiệu sơ rồi. Trong phần này mình sẽ không nói về cái con IC này nữa, mà mình nói về cái con IC DB
8628C, hoặc cái dòng ở dưới là các bạn có thể tra là 9B2705 ha. Thì sự khác biệt ở đây á, thêm một cái nữa, đây là cái bo nguồn LED driver rạng đông, thì nó có cái con điện trở cầu chì bảo vệ ha. Ở đây cái mạch này nó không có cái con điện trở cầu chì ha. Như đây các bạn có thể thấy các chân IC này cũng khuyết chân 7. Chân số 1 của nó, nó sẽ là VCC nối B cộng. B cộng của mình là điện áp sâu chỉnh lưu, chính là điện áp ngay tụ luôn. Một que mình chích vô chân dương đầu tụ ha. Và đây mình chích trên chân số 1. Này, chân bìa chân số 1 nè. Thì rõ ràng á, cái chân số 1 của nó nối vào cái bê cộng, là cái đầu tụ cực dương của cái tụ lọc nguồn này. Còn chân mát của mình á là cực âm. Đây âm tụ, mình nối với chân số 4. Đó, vậy là cái vị trí so với cái con IC nguồn của đèn rạng đông á, nó có thay đổi giữa chân số 1 và số 4. Còn cái chân số 2, số 3 nó cũng bỏ trống y hệt như vậy. Tiếp theo, cái chân số 5, số 6 là nối chung với nhau và nó nối vào cực D. Cực D của mình đó, đây là cái sơ đồ nguyên lý của nó. Mình vẽ từ cái đèn rạng đông nha, là BB2866. 56 của mình đó, nó nối một cuộn dây. Nhưng mà ở đây cái chân 56 của cái con IC tương đương này á, nó sẽ là cái chân CS. Thì các bạn, như các bạn có biết á, CS là nối với con điện trở có giá trị thấp ha. Ở đây trên mạch nó có đúng một con điện trở. Này, chân 5, chân 6 của mình ha, có cái con điện trở nhỏ đây. Đó là cái chân CS. Tại vì chân CS của mình đó, lúc nào nó quy ra cũng nối với con điện trở nhỏ chứ gì thấp đó. Là chân 5, chân 6, chân 7 để trống. Còn chân số 8 của mình đó, nó sẽ nối một cuộn dây ha. Tại vì chân số 8 của mình là chân cực D của MOSFET IC dao động. Đây là cái cuộn dây. Thì các bạn dò chân số 8 nè. Đây là chân số 8, chân số 7 khuyết. Rồi đây là cuộn dây của nó. Đó. Như vậy là cái chức năng tương đương nhau, nhưng mà cái vị trí từng chân á, nó thay đổi, nó hoán đổi bị từ vị trí chân số 1, số 4 nè, VCC với mát, và cái chân D, cực D và chân CS hoán đổi cho nhau ha. Thì khi mà các bạn thay vô mạch á, thì các bạn chú ý mắc sao cho đúng. Mình giả sử các bạn tìm không ra cái con ICBB2866 này á, thì các bạn tìm cái con DB8628C để các bạn thay vô. Tuy nhiên cái vị trí chân nó thay đổi. Mình giả sử ví dụ chân bình thường là chân 1, chân 4 của cái con BB này á, các bạn thay đổi vị trí cho nhau. Chân 1 mình coi cơ bê cộng, còn chân 4 mình nối mát ha. Chân 5, chân 6 tương tự như vậy. Chân 5, chân 6 á, thay vì các bạn cái mặt bình thường á, nó sẽ nối vào cuộn dây, thì ở đây chân 5, chân 6 của mình là chân CS á, thì mình nối vào cái con điện trở giá trị thấp ở đây. Rồi chân số 8 mình mới nối vào cuộn dây. Thì đây là trường hợp mà bất khả kháng, khi mà các bạn không được tìm được cái con IC thay thế
BB2866, mình giả sử đi trên thị trường các bạn tìm không ra thì các bạn có thể họ thử hỏi thử cái con DB8628 này để mà các bạn sửa chữa được cái bo nguồn led driver rạng đông ha. Tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đo nóng cái bo nguồn led driver này. Tại vì video vừa rồi đó mình đã hướng dẫn các bạn cách đo nguội, kiểm tra cái con IC nguồn led driver sống hay chết ha. Còn trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo nóng. Thì để mà đo nóng á, có nhiều các bạn có nhiều cách, nhưng mà cách của mình á, tại vì mình hướng dẫn các bạn để mà các bạn đo kiểm tra luôn. Thì mình sẽ hàn một cái GMAT ở đây. GMAT là nối với cái tụ lọc nè, 400 DC, 6.8 mi. Thì nối vào cực âm của cái tụ này. Các bạn hàn trên bo cũng được. Rồi. Đây, mình hàn một cái chân âm của cái tụ lọc nguồn. Để mình đo mình nối cho nó dễ ha. Để nói chung là mình cách ly điện. Rồi, quay đen đồng hồ thì mình nối vô cái cực âm này. Mình chỉnh cái mức điện áp. Thứ nhất á, mình đo cái điện áp VCC của con IC này. Thì các bạn đo điện áp trên tụ cũng được. Ở đây mình chỉnh cái điện áp là khoảng 1000 mô DC. Tại vì cái tải trọng của nó các bạn đã biết rồi, nó sau chỉnh lưu là nó tầm khoảng từ 300 vôn trở lên. Mình sẽ dùng một cái que đỏ mình chích từng chừng chân nha. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình cái ổ cắm. Mình bắt đầu mình tiến hành đo. Để mà đo nóng cái con IC này á, các bạn kiểm tra cho mình một số cái chân như VCC nè, đối chân số 1 ha. Chân số 5 là cái vân IC VCS. VCS này chắc chắn là điện áp thấp rồi, tại vì cái điện trở mắc vô nó giá trị rất thấp ha. VD cũng vậy. Điện trở điện áp nó cao hơn với chân 5. VL ngõ ra và cái cường độ dòng điện không tải ngõ ra. Thì đây là những cái thông số mà các bạn khi mà các bạn sửa chữa một cái bo nguồn led driver các bạn cần biết ha. Ở đây mình đo cái điện áp VCC trước. Các bạn lưu ý nha, mình để cho nó dễ nhìn thấy và đừng có để chạm chập gì á, nhất là mấy cái chân VL ngõ ra nè. Chạm vô là nó nổ ha, chập cháy nổ. Rồi mỗi lần mà các bạn thao tác á, khi các bạn tắt nguồn, các bạn dùng cho mình một cái tua vít có gắn cách điện, bạn xả hai cái tụ nguồn hai chân để cho nó xả hết. Rồi mình tiến hành mình tiếp tục mình đo. Mình sẽ đo cái chân VCC trước là chính là cái điện áp của tụ ha. Chân này các bạn cứ kẹp mát. Mình chỉ chích từng chân thôi. Chân dương của tụ chính là cái chân VCC của con IC là chân số 1. Rồi, mình tiến hành mình đo điện áp khoảng bao nhiêu. Các bạn chỉnh cái thang đo nha, 1000 mô DC. VCC của mình là 313 V. Cái này đây là cách đo nóng nha. Tiếp theo đây á là cái chân CS của mình, tức là chân số 5. Ở đây các bạn giảm điện áp xuống.
Giảm xuống 20 luôn ha. Điện áp khá thấp ha. Nó tầm 0V luôn. Tại vì con RCS này á có giá trị khoảng 1 ohm mấy à. Tiếp theo mình sẽ đo chân số 8. Chân số 8 của mình là chính là VD. VD sẽ cao hơn VCS nha các bạn. Cái chân số 8 ở đây nè. Đó. Nó nhít hơn một xíu. Với là 0.001 ha. Nhưng mà cái điện áp nó so sánh nó cao hơn so với cái chân số 5, số 6. Sau đây á, mình sẽ đo điện áp VIO ra. Đến lúc này các bạn có thể dùng cái tua bích ha, các bạn xả điện ra, các bạn rút phút cắm ra trước. Rồi mình xả điện ra tụ. Hai chân tụ á. Rồi cho nó tích điện á, nó sẽ phóng điện ha. Các bạn sờ vô không bị giật. Như vậy là ok. Mình xả, mình lấy cái chân âm này ra luôn. Cái chân âm này mình hàn vô để mình đo cái điện, các thông số như VCC nè. Hôm nay mình đo là khoảng là 312V ha. CS khoảng 0V. VD này á nó nhích hơn một xíu nhưng mà nó vẫn lớn hơn VCS ha. Còn tiếp theo đây mình sẽ đo VIO ra và Y không tải. Mình dùng cái đồ dắt nối nhanh luôn nha. Mình đo giá trị điện áp của bo nguồn led driver này. Thang đo mình chuyển là 1000V DC. Tại vì trong video trước á, mình nói về cái con IC BB2866 này á, cái V ao ngõ ra nó sẽ lớn hơn 310V DC. Thì cái con IC tương đương này, cái giá trị của nó tương đương hoặc xấp xỉ nha. Đây, que đỏ, que dương, que âm á, các bạn nối cùng chiều, cùng màu. Độ âm á, que đen, độ đỏ, que dương ha. Rồi tiếp đây mình sẽ đo cái giá trị điện áp để cấp cho cái thanh led. Một ngàn vô DC mình chuyển đúng thang đo nha các bạn. Rồi các bạn mở công tắc cho mình. Đây, cái giá trị của mình á, VIO nó ra mình đo được là 312V. Nó đúng bằng cái điện áp VCC luôn, đúng bằng B cộng luôn. Đây là điện áp không tải ngõ ra. Thì so với cái điện áp mà mình đo lúc mà có cái con IC BB2866 á, thì cái điện áp này nó thấp hơn một xíu. Nó thấp hơn là khoảng là 10V. Rồi, mình sẽ đo cái điện áp ngõ ra không tải và cái cường độ dòng điện ngõ ra không tải. Đây, mình rút que đo, mình chuyển qua cái thang đo 10A. Rồi mình cấp nguồn vô. Que đo các bạn giữ nguyên nha. Mình sẽ đo cường độ dòng điện không tải. Giá trị mình đo là 0.16A, có nghĩa là 160mA. Đối với cái một nhánh của nó là hai con led mắc song song á, thì chia các bạn chia ra là khoảng một con led nó đi qua là khoảng 80mA. Vậy là ok. Như ở đây mình có VIO ngõ ra không tải nè. Là
312V. Và ý không tải của mình đó là 0.16A. Thì nó ở đây một nhánh của nó là hai con led mắc song song với nhau. Giống như mặt cái mặt đèn led rạng đông á. Vì dòng ở đây á, mình được là một dòng chia đôi, nghĩa là 80mA đi qua một led. Và là nằm trong cái phạm vi là để cho chip led ít khi bị cháy á, thì nó nên nằm trong khoảng từ 50 nè đến 100mA. Đây cái giá trị của nó để cho led nó ít bị cháy ha, tại vì nó càng dòng nó càng lớn á, led nó càng nóng, đồng thời nó sẽ dễ bị cháy đứt chip led, nên cái 80mA là quá đẹp để cho led sáng, đồng thời nó đảm bảo cái tiêu chuẩn là như thế này, ít bị chết chip led. Rồi là video này mình đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu cái con IC tương đương với con IC nguồn led rạng đông, con BB2866. Trường hợp mà trên thị trường các bạn tìm không ra cái con này, các bạn có thể thay bằng cái con DB8628C thay qua thay lại cho mình ha. Đồng thời các bạn chú ý vị trí các chân nha, đảo các chân, ví dụ chân 1 là ở đây là mát thì các bạn có thể cắt cái đường đó đi, nói chung là trên mạch đó, bo mạch đây nè, mình cắt mình hàn nối thêm cũng được. Mình giả sử cái chân này nối mát đúng không, các bạn lấy cái lưỡi lam hoặc cái dao á, các bạn cắt đi rồi các bạn hàn cái câu dây đồng, hoặc là các bạn để nguyên mạch này, các bạn lấy cái miếng giấy á, miếng bằng keo nhiệt cũng được, các bạn ép vô lên, ép trên bo luôn cũng được. Hoặc là tốt nhất á là các bạn bẻ chân nè, ví dụ cái con IC này đi, các bạn những cái chân nào á là các bạn đẩy, tại vì nó có mấy chân thôi, chân số 1 á các bạn bẫy lên 4, 7 lên 5, 6 rồi các bạn đẩy nó lên là nó cách ly với cái mạch này, rồi các bạn lấy dây đồng các bạn câu vô ha, là các bạn sửa được một cái bo nguồn led driver này. Mình nói cái trường hợp này trường hợp bất khả kháng, đối với những trường hợp mà các bạn không tìm ra cái con IC BB2866 thì các bạn lấy cái con tìm được cái con này các bạn thay vô ha, nhưng mà mình độ chế một chút xíu. Tuy nhiên cái điện áp nó ra nó vẫn đảm bảo là 312V và cái dầu không tải nó nằm trong phạm vi cho phép. Tại vì trên thị trường á rất nhiều cái đèn led như đèn rất là đông à, tiêu chuẩn của nó là có hai con chip led mắc song song với nhau, nó dùng chip led 3528 á, hai con mắc song song. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.